Để giảm thiểu rác thải và xử lý rác thải một cách hiệu quả tại các đô thị tại Việt Nam, thì các chuyên gia cho rằng cần phải có biện pháp phối hợp đánh thuế trên rác thải và gia tăng đầu tư vào công nghệ xử lý. Đây cũng là kinh nghiệm được áp dụng thành công tại một số nước, theo chia sẻ của một số chuyên gia tại hội thảo về vấn đề quản lý và xử lý rác diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh do Đại học Bách Khoa và một số tổ chức Nhật Bản cùng tổ chức. Tiến sĩ Kevin C. đến từ Đại học Hồng Kông, một chuyên gia về công nghệ môi trường và vật liệu cho biết, Tại Hồng Kông hơn một thập niên trước, đặc khu kinh tế cũng đối mặt với những nan giải về rác. Từ năm 2000, chính quyền đã tiến hành một chương trình lớn với mục tiêu kéo giảm lượng rác thải, hạn chế xử lý bằng biện pháp chôn lấp và tăng cường tái chế rác. Kết quả là đến năm 2011, Hồng Kông đã hoàn toàn thành công trong việc kéo giảm lượng rác thải xuống nhiều lần. Năm 2000, bình quân mỗi gia đình thải ra khoảng 1,1 kg rác mỗi ngày đến năm 2011. Con số này đã giảm rất mạnh, chỉ còn khoảng 0,4 kg rác mỗi ngày. Giải pháp mà chính quyền áp dụng bao gồm đánh thuế trên rác thải, thực hiện chương trình tái chế rác, đầu tư vào công nghệ xử lý và tích hợp tất cả các giải pháp này vào một kế hoạch chung và được triển khai một cách đồng loạt và mạnh mẽ. Trước đó tại thành phố Osaka của Nhật Bản và tại Hàn Quốc những năm 90, chính phủ các nước này cũng từng thực hiện các kế hoạch tương tự và đạt được kết quả sau đó. Chính phủ phải là người đi đầu và triển khai một cách mạnh mẽ trong kế hoạch này. Làm sao vừa phải tạo môi trường cho các doanh nghiệp công nghệ môi trường tham gia vào kế hoạch này và họ thấy họ cũng sẽ có lợi nhuận. Còn với người dân, làm sao để người dân thấy được sự cần thiết phải tái chế và giảm rác thải? Dĩ nhiên không thể yêu cầu quá nhiều ở người dân, không thể bắt họ làm thế này thế kia và mất quá nhiều thời gian. Quan trọng là làm sao để có hiệu quả. Đóng thuế và phí cũng vậy, nếu cao quá thì người dân không chịu, mà nếu thấp quá thì cũng chẳng giúp ích gì được. Hiện chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh trung bình có 7.000 tấn rác thải sinh hoạt được thải ra mỗi ngày. Bình quân mỗi hộ thải ra hơn 1 kg rác một ngày. Tuy nhiên, gần 90% lượng rác vẫn đang được xử lý bằng cách chôn lấp.